Biết đâu, cho xin gửi tới lời chào trân trọng hỏi đến toàn thể các bác siêu alo trên Tổ quốc. Hôm nay là ngày 17 tháng 8, thì em có 5 cuốn băng của Đức nhé. Đây là dòng băng tiếp 2, loại 90 phút, dòng bát ép của Đức. Ngoài chất lượng thu rất là tốt nhé. Đây là băng một nước chưa thu nhập Việt Nam. Các bác về tự thu nhỏ giúp em. Đấy. Thì 5 cuốn băng này thì đẹp như nhau, còn bìa viết đầy đủ nhé. Đây là Made in Jack Mali này. Đấy. Âm thanh tốt, bày đẹp. Đấy, ốc là ốc mà vàng. Đấy. Lấy ghi đầy đủ nhé. Đẹp như nhau quá, đã ghi đầy đủ. Zin của nó, hộp cũng sụp zin luôn, hộp của nó đây này, hộp của nó để bát ép luôn này. Đấy. Đấy. Thì bên em bán đồng giá có nhé, đồng giá là 200.000 một cuốn. Bác nào mua từ 3 cuốn và chuyển đổi tiền này sẽ bao ship thôi nhé. Còn bác nào mà mua lẻ thì tự trả tiền ship cho em. Đấy, thì bên không bao ship. Ừ. Đấy, và bác nào mà nhận hàng thanh toán thì cũng vậy, cũng tự trả tiền ship cho em. Đấy, giá 200.000 một cuốn. Rồi bác nào có nhu cầu nên mua thì liên hệ trực tiếp em với số máy là 0907 23 269. Các bác có thể trực tiếp hoặc kết bạn Zalo với em đều được. Số điện thoại của em để tiêu đề của video. Đấy. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau ạ.